của quá trình sấy lên thực phẩm. Khi sấy thì mình lại mất nước, tức là giảm hay tăng hoặc độ nước. Giảm hoặc độ nước. Khi giảm hoặc độ nước, đường này là biến độ hoặc là nước, tối đa là một nha, không có mũi tên chỗ này. Khi giảm hoặc độ nước thì vi sinh vật nhóm nào bị ức chế trước? Vi khuẩn, nấm men rồi đến nấm mốc. Khi hoặc độ nước dưới 0.6 thì coi như đây là giá trị tới hạn, vi sinh vật không phát triển được dưới 0.6. Một số phản ứng khác thì sao? Ví dụ đây là phản ứng hóa nâu phi enzyme như maya hoặc là caramel. Hay là cũng thể hiện cho đường hoạt tính enzyme luôn, mất mát lysine vân vân. Thì nó có cái giá trị tối đa, xong đó nó xuống tối thiểu. Tất cả những phản ứng này cần có nước để xảy ra. Khi hoạt độ nước đủ nhỏ, không có sự sẵn có của nước thì không xảy ra nữa. Nhưng mà ở đây là tối đa, sau đó là nó có xu hướng giảm nhẹ khi tăng hoạt độ nước. Ở đây nó có gọi là hiệu ứng pha loãng. Nhiều nước quá thì các chất phản ứng nó sẽ ở xa, nó sẽ khó gặp nhau, nó khó phản ứng, cho nên tốc độ phản ứng có phần chậm lại. Nha. Hiệu ứng pha loãng ở chỗ này. Phản ứng oxy hóa của thực phẩm thì nó có giá trị tối thiểu, rồi nó lên đây, rồi nó có xu hướng như vậy. Nếu mình vẽ tiếp thì nó phải như vậy. Nó cũng có giá trị tối đa, rồi có giá trị tối thiểu. Và ngay chỗ này, ở đâu đây, là thực phẩm lúc đó sẽ khả năng nó bị oxy hóa là thấp nhất. Vì lúc này, một cấu phần thực phẩm vẫn còn bao bởi một lớp đơn phân tử nước. Cấu phần thực phẩm thường thường nó liên kết với nước. Cái lớp phân tử nước liên kết trong cùng gọi là gì? Này mình có nói đâu đó rồi, là monolayer, là lớp đơn phân tử của nước, một phân tử nước lớp phủ lại. Nước này là nước liên kết chặt chẽ nhất đối với cấu phần thực phẩm và có tính bảo vệ thực phẩm. Nếu mình xảy đến đây là nó còn lại cái lớp đơn phân tử này, thực phẩm được bảo vệ và khó bị oxy hóa. Sau đó là bên ngoài có nhiều lớp nước nữa thì gọi là nước gì? Multilayer, nước đa lớp. Rồi ngoài cùng là nước gì? Xa nữa thì không có liên kết thì gọi là nước tự do, free water. Nếu mình sấy đến đây thì còn là nước đơn phân tử lớp bảo vệ tốt, nhưng mà nếu mình loại luôn cái lớp nước đó thì tốc độ phản ứng oxy hóa lại tăng lên vượt trội rất nhiều. Có nghĩa là không còn lớp nước để bảo vệ. Oxy hóa là phản ứng cần cái gì để xảy ra? Oxy và nước hay là hơi nước, hai tác nhân gây oxy hóa nè. Nếu mà còn một lớp đơn phân tử nước, đó là nước liên kết chặt chẽ cho nên không tham gia phản ứng oxy hóa. Nhưng mà khi mình loại bỏ lớp đó luôn thì thực phẩm bị lộ ra ngoài, sẽ tác động dễ dàng với oxy và hơi nước trong không khí, dễ bị oxy hóa. Đặc biệt của sản phẩm này là các sản phẩm sao rang, chiên. Sao rang và chiên, đậu phộng chiên, đậu phộng rang, các loại hạt vân vân. Rồi những tác nhân khác nữa, nếu mình treo lủng lẳng ánh nắng mặt trời chiếu vô nữa là rất là dễ bị oxy hóa. Ok, rồi, cái này mình cũng đã thấy ở trong phần vi sinh rồi. Ảnh hưởng của hoạt độ nước lên sự phát triển của vi sinh vật. Nấm men, nấm mốc và vi khuẩn, nhóm nào bị ức chế đầu tiên khi giảm hoạt độ nước? Vi khuẩn rồi đến nấm men rồi đến nấm mốc. Đa phần là dưới 0.8 là dừng, nhưng mà có ngoại lệ không? Ba cái nhóm ngoại lệ là gì? Vi khuẩn ưa mặn, nấm mốc ưa khô hạn, nấm men ưa áp sức thẩm thấu, có thể phát triển ở hoạt độ nước thấp như vậy. Ở đây là các con vi sinh vật gây bệnh, có các hoạt độ nước tối thiểu. Những con gây bệnh thường thường nó dễ bị ức chế lắm. Vì hoạt độ nước nhỏ xuống mức độ nó bị ức chế. Cái hình này là cái hình để tương quan giữa gì? pH của thực phẩm và hoạt độ nước của thực phẩm lên tính ổn định của nó, lên tính bền của nó trong thời gian bảo quản. Nếu hoạt độ nước thấp xuống, nếu pH thấp xuống thì sản phẩm sẽ bền, khó hư hỏng. Còn nếu pH cao và cả hoạt độ nước cao, đây là vùng hư hỏng. Nếu thực phẩm mình nó rớt trong cái vùng này thì khó bảo quản. Rớt trong cái vùng này thì ok, dễ bảo quản. Yeah. Đây là một số sản phẩm có ứng dụng quá trình sấy. Thịt sấy khô bình thường, này là khô bò nè. Salami, sản phẩm thịt có lên men, có một giai đoạn sấy nhất định. Ở đây có xử lý với nấm mốc nữa, mốc triển bề mặt. Ví dụ lạp xưởng nè.
đặc trưng Việt Nam. Mình phơi như vậy thì nó vừa có chính sinh hóa, vừa bốc hơi nước, nó tạo hương thơm, cấu trúc đặc trưng. Nếu mà có vi khuẩn lắc tích nữa lên men chua chua nữa, cho nên là hương vị rất là ngon. À, nếu mà phơi dọc đường cái là khói xe hơi rồi nó bám vô thành sông khói luôn. Nhưng mà đây là công nghệ sông khói không an toàn. Tài liệu tham khảo của chương.